Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vị tiến sĩ mê thực dưỡng gần 50 năm. Vị tiến sĩ ngành quản trị phát triển Trần Thị Út hiện là giảng viên và là giám đốc chương trình cao học quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng là người thành lập và quản lý Viện Nghiên cứu Tư vấn Phát triển Bền vững Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tốt nghiệp tiến sĩ tại University of the Philippines, Los Banos và tốt nghiệp tại trường Đại học California, Sacramento, Hoa Kỳ. Cô đã từng giảng dạy bậc đại học và cao học tại trường Đại học và Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia giảng dạy đại học và một số chương trình cao học hợp tác với nước ngoài tại một số trường đại học ở Việt Nam. Ngành thực dưỡng rất cần những người có học vị như cô Trần Thị Út, đặc biệt những người trong ngành y tế, để thực hiện những đề án nghiên cứu chính thống về thực dưỡng để phục hồi ngành dinh dưỡng học thất truyền bấy lâu nay. Cần lắm và cần lắm vì sức khỏe là nền tảng của mọi nền phát triển quốc gia. Trước đây, giữa năm 1972, bác sĩ Nguyễn Văn Thụy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trị liệu bằng dinh dưỡng, tức áp dụng phương pháp thực dưỡng để chữa bệnh. Cụ thể, lúc đó, vị bác sĩ này đã chữa lành ca bệnh ung thư máu bằng phương pháp thực dưỡng. Ông trở thành vị tiến sĩ thực dưỡng đầu tiên ở Việt Nam. Sau đó thì ông đã áp dụng thực dưỡng chữa lành bệnh cho nhiều người. Thời gian gần 50 năm cô Út ăn theo thực dưỡng có thể là một công trình thực tế. Cô Trần Thị Út có dự định làm một dự án nghiên cứu về thực dưỡng và sau đây là những tâm sự của cô. Thường mọi người đến với thực dưỡng khi có bệnh, còn cô thì sao? Tôi đến với cơm nước muối mè sớm lắm. Từ những năm 1970, khi mới bước chân vào học ngành quản trị kinh doanh tại Viện Đại học Đà Lạt, tính tôi hay thích thử cái gì mới và lạ. Lúc đó ở Đà Lạt có quán cơm gạo lứt muối mè và tôi theo ăn thử. Sau một thời gian ăn như thế, tự nhiên tôi cảm thấy bệnh nhức đầu kinh niên của tôi hoàn toàn biến mất hồi nào không hay. Tôi bị nhức đầu là do áp lực của hai kỳ thi tú tài và do uống cà phê để thức khuya học bài. Sau đó tôi vẫn ăn với nền cơm lứt với những thức ăn khác. Tôi đồng thời cũng áp dụng phương pháp nhịn đói để thanh lọc cơ thể. Trong 23 ngày, trong năm 2017, nhịn đói và chỉ uống nước lọc. Lần mới đây tôi ăn gạo lứt muối mè tuyệt đối, ăn theo số 7. Trong 4 tháng liên tục tôi phát hiện mình có cái bướu ở tuyến giáp trạng. Thực tình là trong 4 tháng ăn theo số 7 đó, mỗi đêm tôi chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng ngủ rất sâu và làm việc không biết mệt, suy nghĩ vấn đề thật nhanh và nhạy bén. Cô có nghĩ rằng thực dưỡng không hợp với thời hiện đại khoa học nó có vẻ lỗi thời? Tôi nhận thấy thực dưỡng không phải là không hợp thời, mà do nhiều người chưa hiểu đúng về thực phẩm và dinh dưỡng của thực dưỡng. Hiện nay với tiến bộ nhanh của công nghệ thông tin và truyền thông, nhiều loại thức ăn từ động vật đã được truyền thông quá nhiều, làm nhiễu kênh thực phẩm. Thêm vào đó, nói theo nhà Phật là dục ăn của con người quá mạnh. Chúng ta chưa hiểu đúng tầm quan trọng của thức ăn đối với thân và tâm của chúng ta. Thời xưa hay thời nay đều cần thức ăn tốt, thức ăn đúng cho loài người. Gạo lứt và ngũ cốc là thức ăn chính của loài người và từ ngày xưa đã được loài người sử dụng. Chúng ta đang quên lãng thức ăn chính của mình nên từ thực dưỡng mới ra đời với nhiệm vụ là nhắc nhở chúng ta. Cái tốt của thực dưỡng chưa được phổ biến rộng rãi, nhất là thời đại thông tin cực nhanh và phát triển rộng như hiện nay. Chúng ta cần tận dụng để phát triển thực dưỡng cho nhiều người biết và thực hành thực dưỡng hơn nữa. Hiện nay nhiều người bị ngộ độc thực phẩm, cho thấy thực phẩm sạch là vấn đề cấp bách và chúng ta cần góp phần quảng bá thực dưỡng nhiều hơn nữa để mọi người tránh bớt nguồn thực phẩm độc hại, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỏi, sau một thời gian áp dụng thực dưỡng, cô có thấy khả năng suy nghĩ tốt hơn không? Qua 4 tháng vừa rồi, hoàn toàn ăn theo số 7 của tiên sinh Osawa, tôi thấy sức khỏe rất tốt. Hàng đêm chỉ ngủ 4 tiếng mà rất khỏe nên thời gian làm việc được kéo dài hơn và sáng suốt hơn. Nhưng có điều hơi bị ốm trong mắt của bạn bè vì hiện thời có nhiều người mập quá. Không gì tuyệt vời bằng thân ổn tâm an. Thực dưỡng giúp chúng ta thân ổn tức không bệnh tật. Và khi thân không bệnh tật thì tâm ta được an để làm thật nhiều việc có ích cho ta và cho đời. Nhiều người cho rằng quá khó để ăn gạo lứt muối mè, quá khó để theo thực dưỡng. Thật ra vì dục ăn con người quá mạnh mà thôi. Nhưng nếu họ tin rằng thực dưỡng sẽ giúp thanh lọc cơ thể, hết mầm bệnh ăn thử vài ngày, thì sẽ thấy ăn gạo lứt thật ngon, nhai nhuyễn sẽ rất ngọt, mà người xưa hay gọi là nước cam lồ. Là nhà khoa học, cô có dự tính là một nghiên cứu cho thực dưỡng hay không? Tôi thấy nhiều kết quả tốt khi ăn theo phương pháp thực dưỡng. Ăn uống theo thực dưỡng là mình thay dần dần khí huyết, thanh lọc cơ thể để các mầm bệnh trong người từ từ thải ra ngoài và không còn bệnh nữa. Nhưng chưa có một nghiên cứu nào hệ thống lại các trường hợp bệnh tật, ăn uống thế nào trước khi áp dụng thực dưỡng và bệnh trạng thuyên giảm thế nào sau khi áp dụng thực dưỡng. Tôi rất muốn tổ chức cuộc nghiên cứu như vậy và tôi có trao đổi với thầy Thích Tuệ Hải trụ trì chùa Long Hương, Nhân Trạch, Đồng Nai về chuyện này nhưng chưa có thời gian để thực hiện được. Hiện nay thầy Thích Tuệ Hải hướng dẫn nhiều người bệnh ăn theo phương pháp thực dưỡng đã giảm hoặc hết hẳn một số bệnh hiểm nghèo. Phần vì tôi bận quá, tôi đang giảng dạy nghiên cứu một vài đề tài ở đồng bằng Cửu Long và quản lý chương trình bậc cao học ở trường Đại học Hoa Sen. Phần vì tôi muốn kết hợp với một vài nhà học khác
như hóa học, bác sĩ để giải thích kết quả nghiên cứu qua các cơ chế thức ăn thực dưỡng ra sao mà làm thuyên giảm bệnh tật của con người. Cô có gặp khó khăn nào khi theo thực dưỡng không? Khi trả lời câu này, tôi thấy tự hổ thẹn vì thường xuyên đi công tác xa nhà nên đôi khi không theo thực dưỡng 100% được. Tôi cũng ngại làm phiền người khác phải lo riêng chuyện ăn uống cho mình, nên nhóm công tác ăn thế nào thì tôi hòa theo thế ấy nhưng có chọn lọc. Tuy nhiên khi về nhà được tự nấu ăn lấy thì tôi theo thực dưỡng hoàn toàn. Cô có nhắn nhủ gì cho người mới vào thực dưỡng không? Chuyện này thì tôi hay nói với các bạn tôi, hãy thực hành thực dưỡng đi, đừng hẹn nay hẹn mai nữa. Chuyện gì cũng vậy, bắt đầu thì mình sẽ thấy lạ lẫm nhưng cứ tin và theo sẽ thấy kết quả tuyệt vời. Ban đầu khó ăn thật vì đã quen với ăn nhiều món nhiều thứ. Nếu có tìm hiểu kỹ về thực dưỡng thì dễ dàng vượt qua giai đoạn học ăn học nói này. Ăn thức ăn tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh và đầu óc sáng suốt hơn. Trước hết là lợi cho bản thân mình, không làm phiền đến con cháu, người thân, sau đó là lợi cho cộng đồng và xã hội. Hỏi, tìm hiểu thực dưỡng nên đọc những tài liệu hay sách vở nào? Hiện nay tài liệu về thực dưỡng có nhiều lắm, chỉ e chúng ta đọc không hết và chúng ta không vỡ lòng để đọc những gì mới, những gì chúng ta chưa đọc, chưa biết và áp dụng mà thôi. Thầy Thích Tuệ Hải có nhiều video về dưỡng sinh phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng thật hay, phổ biến rộng rãi trên Internet. Thầy hướng dẫn chi tiết từ việc nấu ăn, thức uống thực dưỡng đến cách ăn. Ngoài ra, hệ thống thực dưỡng Khai Minh ở Sài Gòn cũng có nhiều sách về thực dưỡng của nhiều tác giả và có phục vụ hơn 50 món ăn thực dưỡng, cũng như gạo lứt và các loại thực phẩm dưỡng sinh để chúng ta có thể tự nấu. Cô có sẵn sàng chia sẻ phương pháp thực dưỡng cho những người khác muốn tìm hiểu không? Tôi đã phổ biến cho nhiều bạn bè và sinh viên của tôi về thực dưỡng và rất mong là phổ biến ăn uống theo phương pháp thực dưỡng để nhiều người hơn nữa biết đến và thực hiện để giảm bớt bệnh tật và hạnh phúc khi thân khỏe, tâm an.